nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng điện tiết kiệm trong nhân dân. Trong tháng 9 năm 2024, Công ty Điện lực Con Tum tổ chức tổng kết và trao giấy chứng nhận khen thưởng 150 hộ gia đình đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua Hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024. Thực hiện chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025, từ tháng 3 năm 2024, công ty điện lực Con Tum đã gửi tin nhắn kêu gọi hơn 12.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, có sản lượng tiêu thụ từ 200 kWh trên một tháng trở lên, tham gia phong trào thi đua, hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024. Các hộ tham gia phong trào cần có tối thiểu 3 hành động cụ thể về sử dụng điện an toàn tiết kiệm như sử dụng đèn LED, sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, thiết bị có sử dụng năng lượng tái tạo. Kết thúc đợt phát động, công ty điện lực Con Tum chọn khen thưởng 150 hộ gia đình đạt thành tích tốt trong phong trào. Tổng giá trị giải thưởng là 45 triệu đồng. Ước tính sản lượng điện tiết kiệm được là hơn 35.000 kWh, tương ứng giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh hộ gia đình có lối sống xanh, sạch, văn minh, hiện đại, cũng như đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.